Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Việc Nga kiểm soát được một số vị trí mới và quan trọng tại thị trấn chiến lược Chasovya ở miền đông Ukraine là bước tiến chiến lược của quân đội Nga, đồng thời đặt ra những thách thức to lớn cho binh sĩ Ukraine đang cố gắng chấn giữ khu vực này và chặn đà tiến của lực lượng Nga. Trong khi đó, một người phát ngôn của quân đội Ukraine cho hay các lực lượng Kiev đã rút lui khỏi khu vực này sau khi các vị trí phòng ngự của họ bị phá hủy và họ nhận thấy rằng nỗ lực bám lấy nơi này là phi thực tế, đầy rủi ro. Naja Volosin, người phát ngôn cho đội hình lục quân Khotysia, thông báo cho hãng tin AP rằng lực lượng Ukraine rút khỏi một quân ở vị trí đông bắc của thị trấn này. Ông này cho hay không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn tại đó. Ông Olesyriayev, chỉ huy của tiểu đoàn xung kích 255 của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã áp dụng chiến thuật tiêu thổ, phá hủy mọi thứ có thể được dùng làm công sự, nhằm buộc đối phương phải rút lui. Ông Suryaev bày tỏ, tôi tiếc là chúng tôi đang mất dần lãnh thổ, nhưng chúng tôi không thể giữ được những thứ đổ nát hoàn toàn. Đồng thời, nhóm theo dõi tình hình Ukraine Deep State cho biết, có thông tin nói rằng lực lượng Nga đã tiến tới một con đường có tầm quan trọng chiến lược, kết nối Bakhmut-Atemovsk, nơi Nga kiểm soát trong hơn một năm qua với Konstantinovka, và Pokrovsk. Con đường là chuyến tiếp tế chủ chốt cho quân đội Ukraine. Mặc dù vậy, Ukraine khẳng định họ vẫn kiểm soát chắc chắn các bộ phận phía tây của thị trấn Chasovya và việc rút khỏi khu vực rìa phía đông của thị trấn này là quyết định mang tính chiến thuật. Theo Deep State, khu vực phía đông đã bị hủy hoại hoàn toàn và việc cố phòng thủ trong đống đổ nát sẽ chỉ tăng thêm thương vong cho lực lượng Ukraine. Nhóm này khẳng định rời khỏi đây là logic dù đó là một quyết định khó khăn việc lực lượng ukraine phải rút khỏi một số bộ phận của chasopja là bước phát triển không tốt lành cho kiev trong bối cảnh họ đang nỗ lực ổn định tiền tuyến sau nhiều tháng bị nga tiến công không ngừng tận dụng tình trạng kiev thiếu đạn dược moscow đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến ukraine dọc theo mặt trận phía đông không những vậy nga còn bất ngờ phát động chiến dịch tiến công xuyên biên giới ở khu vực phía bắc để buộc ukraine phải rút bớt quân khỏi miền đông để tiếp viện cho khu vực phía bắc Ông Konrad Muzika, một nhà phân tích quốc phòng theo dõi sát sao xung đột Ukraine, nhận định với CNN rằng kiểm soát được gia sẽ cho phép Nga mang thêm UAV FPV góc nhìn thứ nhất, chắc thủ UAV và trọng pháo vào khu vực này để tiến hành nã hỏa lực vào lực lượng Ukraine. Theo Muzika, nếu để mất gia phía Ukraine sẽ còn ít cơ hội dựa vào khu vực đô thị này để làm giảm nhịp độ tấn công của Nga. Một khi kiểm soát được toàn bộ thị trấn này, lực lượng Nga sẽ uy hiếp được nhiều thành phố cận kề, đe dọa những tuyến hậu cần quan trọng của đối phương và giúp Nga xích lại gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass. Tổng thống Nga Putin không hề úp mở rằng ông muốn quân đội Nga kiểm soát được toàn bộ tỉnh Donetsk. Quân đội Nga được cho là đang vượt trội lực lượng Ukraine về quân số với tỷ lệ 10-1 tại mặt trận này. Phát ngôn viên Volosin cho biết, cường độ tấn công của Nga vào phòng tuyến Ukraine ở Chasovya đã gia tăng trong tháng vừa qua. Những cuộc tiến công của Nga trong các tuần gần đây tập trung vào kiểm soát các khu định cư gần đó để mở đường cho việc tiến quân vào Kramatorsk và Sloviansk, những thành phố lớn nhất vẫn do Ukraina kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết quân đội nước này đã phá hủy và làm hư hại 9 máy bay chiến đấu của Ukraina một video được công bố cho thấy một vụ tấn công bằng tên lửa vào sân bay Mykorod của Ukraine ở vùng Poltava. Moscow cho biết tổng cộng 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M. Sau đó, lại xuất hiện thêm một video do máy bay không người lái Nga ghi lại đòn tập kích bằng tên lửa Iskander-M mang đầu đạn chùm nhằm vào sân bay quân sự Poltava. Theo tài khoản đăng video, một trực thăng vũ trang MI-24 và bốn xe kỹ thuật đã bị phá hủy. Sân bay Poltava là căn cứ của Lữ đoàn Không quân Lục quân số 18, đơn vị vận hành trực thăng đa dụng MI-8MSB và trực thăng tấn công MI-24. Trong khi đó, căn cứ Mirgorod là nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 831 và 39 Ukraine, được biên chế gần 40 chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 trước khi xung đột bùng phát Hai sân bay quân sự đều nằm sâu trong hậu phương của Ukraine, cách tiền tuyến khoảng 100 đến 150 km. Nhà quan sát quân sự David Ace của tạp chí Forbes đã gọi vụ bắn phá sân bay Mirkorod là một trong những ngày thiệt hại nhất đối với lực lượng không quân Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Trước thực tế này, Ukraine phải làm gì để bảo vệ những máy bay tiêm kích quý báu đang có của mình và cả những chiếc F-16 sắp nhận từ phương Tây? tờ Forbes đã gợi ý một số cách Ukraine cần làm để đối phó với làn sóng Nga tập kích sân bay Ukraine. Cách thứ nhất, đưa máy bay ra xa các căn cứ gần với biên giới Nga. Ukraine có gần khoảng 20 căn cứ không quân lớn, hàng chục sân bay nhỏ hơn và thậm chí cả những con đường lớn được thiết kế theo hướng lưỡng dụng sẽ đóng vai trò đường băng khi cần thiết. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Ukraine có thể có tầm bay xa như đối với tiêm kích Su-27 là 1.126 km như vậy ukraine có thể chuyển máy bay tới những nơi đó không cần thiết phải đậu máy bay ở sân bay cận kề chiến tuyến với nga tuy nhiên đây không phải là cách duy nhất để đối phó với hỏa lực nga nhất là khi nga sở hữu tên lửa đạn đạo và hành trình có tầm bắn khắp lãnh thổ ukraine cách thứ hai bảo đảm máy bay và tổ lái liên tục di chuyển vị trí các lữ đoàn tiêm kích ukraine vốn hay nhấn mạnh đến tính khó dự đoán nhằm gây khó khăn cho hoạt động ngắm bắn của nga tướng hacker tư lệnh lực lượng không quân mỹ ở châu âu và châu phi cho biết các phi công Ukraine không bao giờ cất cánh và hạ cánh tại cùng một sân bay. Cường độ tấn công của Nga gia tăng càng đòi hỏi lực lượng và vũ khí của Ukraine phải khó dự đoán hơn nữa. Cách thứ ba, xây dựng những nhà chứa kiên cố để che chắn cho máy bay lúc đang đỗ. Cách thứ tư, triển khai thêm mồi nhử là các mô hình máy bay để đánh lừa lực lượng Nga, thu hút hỏa lực Nga vào đó. Cách thứ năm, Ukraine tăng cường xin thêm viện trợ của phương Tây để nâng cao năng lực phòng không bên trong và xung quanh các sân bay quan trọng. Trong chiến tranh, không khó để tìm thấy những tuyên bố chiến thắng, thành công, thành tựu của một bên dù họ không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục. Mới đây, Ukraine nói rằng họ đã bắn rơi mọi tên lửa siêu vượt âm Kinza của Nga bắn vào Kiev trong hơn một năm qua. Tất cả các tên lửa siêu vượt âm Kinza do Nga bắn vào các mục tiêu ở Kiev đều bị bắn hạ kể từ khi Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot vào tháng 5 năm 2023. Đại tá không quân Ukraine Sergei Yaremenko nói với Ukraine Farm vào hôm 4 tháng 7 như vậy. Ông Yaremenko, chỉ huy lữ đoàn tên lửa phòng không số 95, cho biết Kiev đã bị hơn 20 tên lửa Kinza nhắm tới từ tháng 5 năm ngoái, nhưng không quả nào trong số đó đánh trúng mục tiêu ở thủ đô. Quan chức trên cho biết lần đầu tiên một quả Kinza bị bắn rơi ở Kiev là vào ngày 3 tháng 5 năm 2023, vào lúc 2 giờ 35 phút sáng ở độ cao khoảng 10 km nga chưa bình luận về tuyên bố của ukraine nhưng moscow nhiều lần bác bỏ tuyên bố của ukraine về việc có thể bắn hạ kinza cho rằng về mặt lý thuyết điều này là không thể xảy ra đây không phải là lần đầu tiên ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa tối tân của nga phía ukraine cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể trực tiếp nào cho thấy tên lửa kinza đã bị bắn hạ tất cả bằng chứng đều là gián tiếp dựa trên các hình ảnh vệ tinh và tuyên bố của ukraine Huyền thoại về tên lửa siêu thanh tầm xa KH-47 Kinza của Nga từ lâu khơi dậy nỗi sợ hãi từ các đối thủ. Được bắn đi từ tiêm kích MiG-31, Kinza có thể đạt tốc độ lớn hơn Mach-10, trong đó Mach-1 tương đương 1.225 km một giờ và bay xa 1.500 đến 2.000 km khi mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Tên lửa tiên tiến này có tốc độ vượt qua Mach-10 khiến việc đánh chặn và phòng thủ là thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không thông thường. Tuy nhiên, khi tin tức về việc Ukraine bắn hạ Kinza loan đi, nhiều chuyên gia phương Tây và Ukraine đã lên tiếng cười nhạo phía Nga. Theo phân tích của một cựu phi công chiến đấu trong không quân Ấn Độ IAF, những tuyên bố của Kiev là sai sự thật và hệ thống Patriot không thể bắn hạ Kinza. Viết trên EA Times, Vijayder K. cựu phi công tiêm kích IAF đã nghỉ hưu nhận định rằng Ukraine đã định kỳ đưa ra tuyên bố về việc bắn hạ tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinza do máy bay chiến đấu MiG 31K của lực lượng hàng không vũ trụ Nga phóng đi. Theo ông, có một trò đùa lan truyền trên mạng xã hội là người Ukraine tuyên bố đã đánh chặn bất cứ khi nào Kinza tấn công trong khu vực mục tiêu và đánh chặn từ mặt đất. Sự thật là tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động Kinza không thể bị đánh chặn bằng công nghệ hiện tại. Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác cung cấp thêm lá chắn phòng không khi nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 4 rằng ông sẽ không cho biết Ukraine có bao nhiêu hệ thống Patriot, nhưng nhấn mạnh rằng để bao phủ hoàn toàn Ukraine trong tương lai, tốt nhất là Kiev nên có 25 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống có 6 đến 8 khẩu đội. Quan chức Mỹ tiết lộ, nước này đang tiến hành nâng cấp máy bay trinh sát và máy bay tấn công không người lái UAV MQ-9 Reaper. Cụ thể, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Eric Smith tuyên bố, Mỹ đã trang bị cho những máy bay không người lái MQ-9 Reaper các mô đun tác chiến điện tử EVK mới, giúp tăng cường khả năng tàng hình của máy bay không người lái tối tân này. Quan chức quân đội Mỹ lưu ý, thiết bị này là một hệ thống hỗ trợ điện tử phòng thủ, có tên là RDESS sẽ biến UAV MQ-9 Reaper trở thành một lỗ đen và nó có thể biến mất khỏi màn hình radar của đối phương. Ông từ chối đi sơ vào thiết bị mới và cho biết đây là loại vũ khí bí mật nên không thể tiết lộ. Theo các nhà quan sát quân sự, đây có thể là một biến thể mới của Scanable Open Architecture Reconnaissance SOR cơ bản cho phép máy bay không người lái phát hiện radar và bộ phát thông tin liên lạc của đối phương ở khoảng cách xa, đồng thời có khả năng cung cấp thông tin nhắm mục tiêu theo thời gian thực. MQ-9 Reaper là loại UAV cỡ lớn do nhà thầu quân sự General Atomics Aeronautical Systems sản xuất. MQ-9 Reaper là một trang thiết bị chủ lực của không quân Mỹ và được sử dụng cho cả mục đích trinh sát lẫn tấn công. Vì là UAV trinh sát nên nó được trang bị cảm biến hình ảnh và camera phục vụ mục tiêu này. UAV này do một nhóm phi công và người vận hành cảm biến trên mặt đất điều khiển từ xa. Trong đó, đội phi công điều khiển quá trình cất cánh, đường bay và hạ cánh, trong khi người điều khiển cảm biến điều khiển camera và thiết bị giám sát. Theo nhà thầu General Atomics Aeronautical System, MQ-9 Reaper dài 11m với sải cánh hơn 22 m có thể đạt tốc độ lên đến 442 km giờ và bay ở độ cao 15.240 m và được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian khá dài. Một số mẫu UAV loại này có khả năng bay tới 34 giờ. Mặc dù UAV Reaper có thể thả bom và phóng hỏa tiễn, nhưng với tốc độ bay chậm và thiếu vũ khí phòng thủ khiến nó tương đối dễ bị bắn hạ. MQ-9 Reaper là phiên bản mới hơn, lớn hơn của máy bay UAV MQ-1 Predator. So với MQ-1 Predator, Ripper bay nhanh hơn, có cảm biến tốt hơn và có thể mang nhiều đạn dược hơn, theo một thông báo của Không quân Mỹ. Hiện tại, Mỹ là nước có số lượng Uav Ripper lớn nhất. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, lực lượng không quân đã ký hợp đồng mua 366 chiếc Ripper kể từ, từ năm 2007 với chi phí trung bình là 28 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc Uav. Ngoài ra, Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nhật Bản và Hà Lan cũng đang sử dụng loại Uav này.